Chiều 16 tháng 10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình triển khai kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng. Thời gian qua, Sở Du lịch Thành phố đã tổ chức chương trình du lịch về nguồn thí điểm tại Cần Giờ và Củ Chi với chủ đề Cần Giờ thiên nhiên tươi đẹp và hành trình về vùng đất thép cho gần 2.000 y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nhằm tri ân những đóng góp tích cực của họ trong suốt thời gian thành phố chịu tổn thương vì dịch bệnh. Báo cáo kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lộ trình khôi phục hoạt động ngành du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 đến năm 2022 có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, mở hoạt động du lịch nội vùng Thành phố Hồ Chí Minh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chỉ mở trên địa bàn vùng xanh. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, mở hoạt động du lịch nội vùng Thành phố Hồ Chí Minh và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, nhưng vẫn mở chủ yếu ở các địa bàn vùng xanh. Giai đoạn 3, năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia. Cũng tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố Bộ Tài nguyên Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với 366 điểm tham quan du lịch nổi tiếng hấp dẫn được cập nhật trên nền tảng Google Maps và Google Ads để phục vụ các doanh nghiệp thiết kế sản phẩm và du khách tự thiết kế chương trình trải nghiệm tại thành phố. Đồng thời, hội nghị ra mắt phiên bản mới của website quảng bá xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.visithcmc.vn với nhiều tính năng tiện ích cho người dân, khách du lịch trong và ngoài nước để dễ dàng truy cập mọi điểm đến, sự kiện, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố. Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao so với cả nước, trong đó lực lượng lao động ngành du lịch thành phố tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi đạt 80%. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đưa ngành du lịch trở lại hoạt động. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đã nêu lên 5 nội dung trọng tâm để phục hồi và phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới. Thứ nhất, chúng ta phải xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực và là cơ sở để phục hồi ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay để đẩy mạnh thiết kế, xây dựng các sản phẩm phù hợp, tâm lý thị hiếu, phân khúc khách du lịch nội địa trong điều kiện bình thường mới. Thứ hai, cần tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn thành phố. Trước mắt, đề nghị Sở Du lịch thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện rà soát tổ chức lại các điểm tham quan, các tuyến phố, các cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống, v.v. theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo chất lượng và lấy sự hài lòng của du khách làm tiêu chí hoàn thiện. Thứ ba, đẩy mạnh liên kết du lịch giữa các tỉnh thành, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa. Phát huy kết quả đã liên kết thành công với 40 tỉnh thành trong giai đoạn 2019-2020 để nối lại và tái khởi động. Trước hết, cần tập trung chọn vùng xanh của các tỉnh thành để kết nối tour. Tuyến khép kín, đảm bảo thống nhất tiêu chí an toàn giữa các địa phương với nhau. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu để thí điểm các tour du lịch liên tỉnh theo hình thức khép kín từ giữa tháng 10 năm 2021. Và từ nay đến cuối tháng 10, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2 của kế hoạch phục hồi là đẩy mạnh du lịch nội địa từ tháng 11. Thứ tư, tôi đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục thêm nhiều dự án, mô hình công nghệ như vừa giới thiệu hôm nay. Đồng thời, phải quan tâm đến công tác truyền thông điểm đến của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị các cơ quan đơn vị nhà nước tiên phong trong việc tăng cường sử dụng hình ảnh, cảnh quan thành phố trong các hoạt động của đơn vị mình, nhằm chung tay quảng bá thành phố nói chung và du lịch nói riêng. Chủ động tổ chức và khuyến khích tổ chức các chuyến du lịch cho nhân viên, người lao động ưu tiên sử dụng trải nghiệm các sản phẩm du lịch của thành phố, vận động người lao động tăng cường trải nghiệm quảng bá các điểm đến, văn hóa, ẩm thực thành phố thông qua các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Thứ năm, tôi đề nghị Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành và quận huyện để tiếp tục lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ngành du lịch, nhất là các giải pháp về cơ chế, chính sách. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị Sở Du lịch thường xuyên rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Cuối cùng, tôi đề nghị các doanh nghiệp du lịch
tiếp tục chủ động vượt khó, đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chuẩn bị các nguồn lực tái hoạt động, xây dựng các chuỗi sản phẩm, dịch vụ có tính bổ trợ nhau, làm mới hoặc bổ sung các giá trị gia tăng cho các sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì chất lượng các sản phẩm dịch vụ, tích cực tham gia các chương trình kích cầu du lịch, các chương trình truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch. Dịp này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình 100.000 voucher du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tuy phát động trong thời gian rất ngắn, nhưng chương trình đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ. Đến nay đã nhận được tổng trị giá phiếu quà tặng bằng sản phẩm gần 50 tỷ đồng, tức một nửa tổng giá trị kỳ vọng của chương trình. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.